xin chào mọi người nha mình Tùng đây à, trong video này mình sẽ giới thiệu tới những bạn mới dùng SketchUp ấy, cái công cụ uh, Solid của su à, khi mà chúng ta cài su nó có sẵn rồi công cụ này sẽ giúp chúng ta cắt và xén những cái đối tượng giao nhau và đặc biệt là hai cái đối tượng thôi bên ngoài cũng có một cái công cụ khác cài vào nó có tên là Buntool chức năng nó cũng tương tự à, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hành luôn cái đầu tiên nhé ở đây mình đã cho sẵn một cái khối cầu Va và vào cái khối hộp Nhấn đây Nhấn đây Bấm cái đầu tiên ấy, nó sẽ hiện số 1 Đấy, Sau đó bấm số 2 Nhấn sang cái khối hộp Cái này thì nó sẽ như này Ok nó sẽ Tạo một cái nét Xung quanh hai cái đường giao nhau ấy, Và nó cho hai cái khối này thành một cái group Cái số 2 thì sẽ như sau Nhấn đây một hai à nó sẽ giữ lại cái phần giao nhau thành một khối còn lại à, hai khối cũ thì nó sẽ xóa đi cái số ba nhé nhân đây một này hai này à đây nó cũng tạo thành một nét ở đây giao nhau ấy và nó tạo thành một cái khối à, giống cái đầu tiên cái thứ tư này nhân đây à, số một một này 2 Rồi bây giờ nó sẽ ở à, đây à, Cái số 1 ấy thì nó sẽ giữ lại Còn cái số 2 nó sẽ cắt một uh, góc Theo cái hình dạng của cái số 1 Tiếp tục cái thứ 5 Nhân đây à, 1 này 2 này Đây Nó cắt cái này và giữ lại một cái phần giao nhau sau đó hai cái còn lại thì nó sẽ tòi ra tương tự thì cái butu này nó cũng giống như vậy thôi mình sẽ nhấn đây một này hai cũng liền thành một khối đây một hai đó nhấn đây 1 2 Nhấn đây 1 2 Nhấn đây 1 2 Và cái cuối cùng ấy thì nó sẽ giúp chúng ta group lại những cái đối tượng. Đây, ví dụ ba cái này nó đang riêng một cái group nhá. Bây giờ mình tạo một cái group Đấy, nhấn vào đây. Sau đó nhấn đây. Đây, mình sẽ cho nó liền vào nhau đã. Như này. Đấy. Quét chọn đây, nhấn đây. Bấm đây. Đấy, nó sẽ tạo thành những cái đường nét liền với nhau. Ba cái này lúc đầu nó là cái group riêng biệt đấy thì bây giờ nó đã liền với nhau rồi. Đơn giản như vậy thôi. Đấy là hai cái tool mà các bạn có thể lựa chọn thì chúng ta nên sử dụng cái có sẵn của su cho nó nhanh cái này các bạn tự suy nghĩ để xem là trong cái trường hợp mà chúng ta dựng nhà hay là dựng những cái đối tượng ấy chúng ta sẽ sử dụng sao cho nó hợp lý tức là khi một cái đối tượng mà cần cắt theo một cái hình nào đó chẳng hạn thì chúng ta sử dụng cái này cho nó nhanh đỡ phải mất công vẽ lại đến đây cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình nha hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo